Xin chào mọi người đang xem kênh của Trâm. Trong tập trước, Thanh Trĩ mượn sức mạnh của bốn đại tổ phù để thi triển diệt vương thiên bàn, cuối cùng đã thành công tiêu diệt được Thiên Minh Vương. Tuy nhiên vào thời khắc cuối cùng, một tên dị ma vương khác đã xuất hiện. Mặc dù không cứu được Thiên Minh Vương nhưng đã lấy được tinh huyết của hắn để hy vọng có thể hồi sinh lại Thiên Minh Vương. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Thanh Trĩ nheo mắt nhìn chỗ vòng xoáy biến mất, nói, lại một tên dị ma vương sao, thật là đáng gờm. Xem ra là xuyên không gian ra tay. Trường mâu trong tay ma la tan biến, rõ ràng bàn tay ma quỷ kia cũng là của một dị ma vương, nhưng khoảng cách đến đây khá xa, năng lượng đương nhiên không thể đủ để ngăn chặn Thanh Trĩ. Điện chủ, Thiên Minh Vương đã chết chưa? Xích Vân trưởng lão căng thẳng hỏi, họ đã tốn biết bao tâm huyết, nếu để hắn sống thì quá đáng tiếc. Sinh mệnh lực của dị ma rất ngoan cường, nhưng công kích vừa rồi cũng coi như đã gây ra thương thế chí mạng. Tuy dị ma vương cứu được một chút tinh huyết, nhưng muốn hồi sinh Thiên Minh Vương thì rất khó. Hơn nữa dù miễn cưỡng hồi sinh thì thực lực cũng giảm mạnh, không đáng sợ. Ma La bình thản nói, Xích Vân trưởng lão nghe vậy thở phào. Thanh Trĩ vung tay, chiếc đĩa thanh quang khổng lồ bao trùm không gian dần tan đi. Chiếc đĩa ngọc cũng quay về tay hắn. Chỉ là lúc này đĩa ngọc tối hẳn đi, dường như năng lượng của nó đã bị tiêu hao cạn kiệt vậy. Xem ra trong thời gian lâu nữa không thể dùng tới diệt vương thiên bàn rồi. Mộ Lam nói, giải quyết được một tên dị ma vương cũng đáng. Thanh Trĩ cười, ma ngục mà hắn nói. Là gì vậy? Ma La nhìn Thanh Trĩ, hỏi. Thanh Trĩ nheo mắt, thở hắt ra một hơi, có lẽ là tổ chức thần bí của dị ma. Thiên Minh Vương và dị ma vương vừa ra tay có lẽ là thành viên trong đó. Ánh mắt Ma La tối lại, chỉ một dị ma vương và ba dị ma tướng đã khó đối phó. Rốt cuộc ma ngục khủng bố đến mức nào? Chính bàn tay trong bóng tối đó đã tiêu diệt những cường giả đỉnh cấp của con người. Xem ra chúng ta phải có hành động mới được, mấy lão quái vật còn sống đó cũng phải động gân cốt rồi. Thanh Trĩ khẽ nói, rồi ngẩng lên nhìn ánh mặt trời ấm áp, cười. Có điều, ít nhất chúng ta thắng trước một trận. Dưới mặt đất, Lâm Động nhìn bầu trời lại có ánh sáng chiếu rọi, ma khí cũng tan biến hết. Nhìn mấy thân ảnh phía xa, hắn cười nhẹ nhõm, chúng ta thắng rồi đúng không? Đường Tâm Liên hít sâu một hơi chúng ta thắng rồi. Lâm Động mỉm cười, lẩm nhẩm nói với bản thân, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Ánh nắng từ trên trời rọi xuống, chiếu sáng cả Hỏa Viêm Thành lúc này đã thành một đống đổ nát. Chỉ nơi đây mới chứng minh được trận đại chiến kinh thiên động địa vừa xảy ra. Vô số người bắt đầu bàn tán xôn xao, biển người kia nhìn từ xa khá hoành tráng. Một số người ánh mắt rực cháy, hiện giờ Viêm Thần Điện đang yếu nhất, nếu có thể đục nước báo cò. Chư vị, Viêm Thần Điện ta hôm nay gặp một số phiền phức, Hỏa Viêm Thành đã bị hủy hoại, không tiện tiếp đãi chư vị, vì thế mong mọi người tạm thời rời khỏi Hỏa Viêm Thành, nếu có ý đồ gây rối, Viêm Thần Điện ta cũng sẽ nghênh tiếp. Khi bên ngoài thành có chút hỗn loạn, một thân ảnh thướt tha lướt tới, rồi giọng nói dễ nghe vang lên, người đó tự nhiên là Đường Tâm Liên. Phía sau nàng là lượng lớn quân đội chỉnh tề, sau khi nghỉ ngơi điều chỉnh, đã có một số đệ tử Viêm Thần Điện phục hồi. Trận chiến vừa rồi Đường Tâm Liên đã tỏa sáng, ngay những cường giả có danh tiếng ở Loạn Ba Hải cũng bị chấn động. Giờ thấy nàng lộ diện, tuy dung nhan xinh đẹp nhưng khí thế đó khiến người ta hít thở cũng khó khăn. Tiếng xôn xao ngoài thành dần bớt đi, đặc biệt là khi đệ tử Viêm Thần Điện quét mắt tới, một số người có ý đồ vội vàng nhìn sang chỗ khác. Viêm Thần Điện Hỏa Tiên Tử quả nhiên danh bất hư truyền, có điều người lợi hại như vậy sau này nào ai dám lấy. Lâm Động nhìn Đường Tâm Liên không kìm được trêu, khí thế và phách lực chấn nhiếp quần hùng vừa rồi của Đường Tâm Liên cũng khiến hắn phải tán thưởng. Ngay lập tức đôi mắt đỏ rực lóe sáng, một đạo kình phong mạnh mẽ xuất hiện trước mặt hắn, chỉ thấy đầu mũi thương sắc nhọn đã dùng ngay trước mũi hắn. Một tia hàn quang lóe lên, Lâm Động ngậm miệng lấy tay gạt Phượng Hoàng Thương ra, nhìn Đường Tâm Liên cười khan, được rồi, ta không nói nữa. Đường Tâm Liên khẽ rung tay thu Phượng Hoàng Thương lại, rồi tiến tới gần Lâm Động, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn. Khi Lâm Động có chút thiếu tự nhiên thì nàng cười, ta không lợi hại bằng ngươi, hơn nữa với năng lực của ngươi, cả đời này ta cũng chỉ ở phía sau mà thôi. Lâm Động khựng người, rồi bật cười ha ha, chuyển ánh mắt đi chỗ khác, ta đi xem dị ma tướng bị phong ấn. Nói rồi hắn vội quay người đi mất, ánh mắt của Đường Tâm Liên khiến hắn hoảng. Đường Tâm Liên nhìn bóng lưng Lâm Động, tay gạt một lọn tóc rủ xuống, khẽ mím môi, khóe miệng nhướng lên cười. Ở trung tâm thành, một cột sáng đứng sừng sững, lang ma tướng bên trong đó cũng không còn ngang ngược như trước nữa. Bên ngoài là Thanh Trĩ, Ma La nhìn hắn với ánh mắt nhìn một con dê chuẩn bị lên bàn mổ. Thanh Trĩ tiền bối, Ma La tiền bối, Lâm Động tiến lại, bao quyền nói, hà hà, anh bạn trẻ, lâu rồi không gặp. Thanh Trĩ quay lại cười hiền, vừa rồi nhờ Thanh Trĩ tiền bối ra tay cứu giúp. Lâm Động gãi đầu, hắn khá tôn kính Thanh Trĩ. Thanh Trĩ không chỉ truyền cho hắn thành thiên hóa long quyết mà còn kịp thời ra tay cứu hắn trong tay ba huynh đệ kia ở dị ma thành. Ân tình này Lâm Động vẫn luôn khắc ghi, kế hoạch lần này thành công cũng là nhờ ngươi. Thanh Trĩ cười, phong ấn được dị ma đúng là phải nhờ vào sức mạnh của ngươi. Ma La cũng gật đầu nói, nếu không phải Tâm Liên cô nương khống chế đại cục, thì vãn bối không thể tiếp được một chiêu của dị ma tướng. Lâm Động lắc đầu,
hắn cũng không muốn tranh công về mình. Đúng rồi, tên dị ma vương, Lâm Động lưỡng lự một chút rồi hỏi. Vì Thanh Trĩ che đi trận chiến nên hắn cũng không biết đã xảy ra trận chiến kịch liệt đến mức nào, coi như đã chết. Lâm Động nghe vậy thì thở phào, xem ra kế hoạch lần này đã không công cốc. Tuy không phong ấn được Thiên Minh Vương nhưng cũng có được chút tin tình báo về ma ngục. Thanh Trĩ chỉ vào lang ma tướng trong cột sáng, nói, ma ngục. Lâm Động khựng người, Thanh Trĩ nhìn Ma La rồi nói, một tổ chức thần bí của dị ma, bọn ta không biết ma ngục rốt cuộc thực lực khủng khiếp thế nào, nhưng chắc chắn chúng là ẩn họa lớn nhất của thế gian này. Lâm Động gật đầu, tổ chức khủng bố như vậy, hắn lúc này chưa có tư cách dính líu, vì thế có lẽ hắn không giúp được gì rồi. Lần này ngươi không bị lộ tổ phù, về Lôi Đình tổ phù, sau này ta sẽ thông báo đó là giả để tránh cho ngươi không rắc rối. Ma La nói, đa tạ Ma La tiền bối. Lâm Động cười, tiếp theo ngươi định làm gì? Thanh Trĩ nhìn Lâm Động, hỏi. Lâm Động nghĩ một chút, nói, vãn bối muốn tìm hai người huynh đệ, từ lần thoát khỏi Đông Huyền Vực, bị ba kẻ nguyên môn gây nhiễu không gian truyền tống, bọn vãn bối bị chia tách, giờ không biết họ thế nào. Đến loạn ma hải Lâm Động chỉ có hai điều. Một là nâng cao thực lực để đủ sức mạnh quay lại Đông Huyền Vực giết đến nguyên môn. Thứ hai đương nhiên là tìm Tiểu Điêu và Tiểu Viêm. Ba lão già đó đúng là có phần ức hiếp người quá đáng. Sau này ngươi trở về Đông Huyền Vực ta sẽ cùng đi với ngươi. Thanh Trĩ nói, lần đó hắn lộ diện mà ba kẻ đó không hề nể tình, điều này đã khiến hắn phẫn nộ. Chuyện của người ta cũng đã nghe nói, lần này ngươi đã giúp Viêm Thần Điện, sau này nếu cần thì ta cho Tâm Liên dẫn đủ người về Đông Huyền Vực san bằng nguyên môn với ngươi. Ma La vung tay, lời nói cũng khá bá đạo. Lâm Động cảm động, gật đầu nói, nếu cần đến hai tiền bối thì vãn bối sẽ không khách khí. Có điều, vãn bối tin chắc khi ba huynh đệ vãn bối trở về nhất định sẽ tự tay giết được chúng. Ha ha, đúng là có khí phách, bản tọa thích. Ma La cười lớn, Thanh Trĩ cũng gật đầu mỉm cười, rồi nói, ta cũng có chút tung tích của hai người huynh đệ ngươi, lần đó truyền tống ta cũng đã cảm ứng. Ồ, Lâm Động mừng rỡ, hắn tìm Tiểu Điêu và Tiểu Viêm đã hơn một năm mà chẳng có chút tin tức gì. Hai người họ có lẽ bị truyền tống đến yêu vực, ngươi cũng không phải quá lo. Hai bằng hữu của ngươi, một là Thiên Yêu Điêu tộc, đó là chủng tộc khá ngang ngược, bá đạo, hùng hăng trong giới yêu thú, ít kẻ dám gây sự. Còn người kia lại có huyết mạch của Thiên Ma Hổ tộc, cũng rất khá. Thanh Trĩ cười, có lẽ ở đó chúng yên ổn hơn ngươi ấy chứ. Lâm Động thở phào, địa vị của Thiên Yêu Điêu ở giới yêu thú không hề thấp, nếu Tiểu Điêu trở về có lẽ thực lực sẽ nhanh chóng phục hồi. Từ lần nói chuyện trước, Lâm Động cũng cảm nhận được Tiểu Điêu cũng không phải tộc nhân bình thường của Thiên Yêu Điêu. Còn Tiểu Viêm, nếu theo Tiểu Điêu, với tính cách của Tiểu Điêu sẽ không để Tiểu Viêm thiệt thòi, chỉ là không biết hai người đó thế nào rồi. Lâm Động mím môi, trong lòng bỗng thấy nôn nóng, hắn rất muốn gặp hai người huynh đệ đã cùng hắn vào sinh ra tử, bước ra từ vương triều Đại Viêm nhỏ bé. Ngươi định tìm họ? Thanh Trĩ cười. Lâm Động gật đầu, ở đây cũng không có việc của vãn bối nữa, nghỉ ngơi một thời gian vãn bối sẽ đến yêu vực, đợi khi tìm được họ rồi sẽ trở lại Đông Huyền Vực. Thanh Trĩ thấy Lâm Động đã quyết chí, cũng không nói gì nhiều, chỉ nói, rồi ta và Ma La sẽ truyền tống không gian cho ngươi, chắc sẽ đưa ngươi đến yêu vực được. Vậy thì đa tạ hai vị tiền bối. Lâm Động mừng rỡ, nếu vậy thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, vì dù sao đoạn ma hải cũng cách yêu vực rất xa. Thanh Trĩ xua tay cười, nói chuyện thêm một chút với Lâm Động rồi mới rời đi. Thật đúng là tiểu tử không an phận, sau khi gây sóng gió ở loạn ma hải rồi lại muốn đến yêu vực. Ma La nhìn bóng lưng Lâm Động, cười. Thanh Trĩ gật đầu cười, người rất coi trọng hắn, lần đó tranh Lôi Đình tổ phù ngươi cũng bảo ta nhường. Ngươi biết là nếu Lôi Đình tổ phù vào tay một cường giả tương đương ta thì chiến lực sẽ rất lớn. Ma La nheo mắt, đột nhiên nói, Lâm Động có thêm một tấm tổ phù thì chúng ta sẽ thêm một người nắm giữ tổ phù nữa. Thanh Trĩ cười, hắn ngẩng lên nhìn bầu trời xanh, lẩm nhẩm, đại kiếp thời viễn cổ, con người thắng được là nhờ phù tổ đại nhân, nhưng bây giờ chúng ta không có nữa rồi, nếu đại kiếp lại xảy ra thì phải làm sao? Đồng tử Ma La có lại, ngươi nghĩ Lâm Động có thể trở thành phù tổ? Thanh Trĩ chắp tay sau lưng, khẽ nói, hắn có tổ thạch, đó là sự lựa chọn của phù tổ đại nhân. Hiện nay, có hai người có khả năng đạt đến mức của phù tổ, hai người, băng chủ trong luân hồi, và Lâm Động, có điều, bất luận họ có đạt đến cảnh giới đó hay không, con người chúng ta muốn thắng thì bắt buộc phải có vị phù tổ đại nhân thứ hai. Sau khi đại chiến kết thúc, trong mấy ngày tiếp theo, Viêm Thần Điện đã yên ổn trở lại, vì phải xây dựng lại thành nên tòa thành khá náo nhiệt, một lượng lớn đệ tử Viêm Thần Điện bay lượn qua lại trong thành. Lúc này Lâm Động cũng dừng chân ở trong thành, tuy hắn rất muốn nhanh chóng gặp Tiểu Điêu, Tiểu Viêm, nhưng vẫn phải có thời gian nghỉ ngơi cần thiết. Trên một cái thạch đài gần ngọn núi nguy nga ở trung tâm thành, Lâm Động ngồi tĩnh lặng nhìn xuống cả Hỏa Viêm thành. Sức sống lan tỏa ở đây khiến hắn không kìm được phải vươn vai một cái, cảm thấy xương cốt dường như tê dại đi sau mấy ngày nghỉ ngơi rảnh rỗi. Hiện giờ hắn có thể được coi là khách quý của Viêm Thần Điện, đãi ngộ rất tốt, nhưng vì Viêm Thần Điện hiện nay quá bận rộn nên trong mấy ngày này hắn không có ai tiếp đãi. Đừng nói Ma La,
Ngay Đường Tâm Liên cũng chỉ vội vàng rẽ qua xem hắn còn sống không rồi lại đi mất. Nói ra thì Đường Tâm Liên phải lo nhiều việc hơn cả Mala, có điều nàng đúng là rất có bản lĩnh, xương sắp mềm cả ra rồi. Lâm Động vặn vặn cổ, thở dài một hơi, rồi lông mày nhướng lên, quay lại nhìn một tia hồng quang đột nhiên lóe lên từ phía xa rồi xuất hiện phía trước hắn. Mấy hôm nay nghỉ ngơi tốt chứ? Đường Tâm Liên gạt lọn tóc trước mặt, nhìn Lâm Động cười. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.